bạn, hôm nay thì mình chia sẻ cái guitar và hành trình tìm lại bản thân. Tại sao lại guitar và hành trình tìm lại bản thân? Thì mình ngày xưa mình có một cái đặc tính đó, là mình cãi lộn, mình cãi rất là nhiều, gặp ai mình cũng cãi nhau hết. Mình cãi với ba, với mẹ, với anh, với em, mình không có nói chuyện được với ai hết. Nói chuyện với ai, giờ nói chuyện với guitar mới nói chuyện với ai đâu. Chuyện với guitar, nhiều muốn nói gì thì nói, tức là mình muốn nó tạo cái âm thanh gì thì mình muốn. Chứ là không có ai chơi, không ai chơi thì mình chơi với guitar thôi. Guitar làm bạn, mà thông guitar này qua guitar này thì mình tìm hiểu bản thân. Những lúc mình tức giận thì mình đánh như thế nào, những lúc mình buồn thì mình chơi như thế nào, những lúc mình vui mình chơi như thế nào. Vô một cái bài hát nào đó quá, hãy buông mọi thứ, hãy buông mọi thứ. Nếu mà bạn cố vô một cái gì đó quá thì nó sẽ bị lệch đi, lệch đi khỏi sự trung lập, lệch khỏi chính giữa, thì nó sẽ tạo ra cái dòng guitar khác nhau thôi. Cái beat, bạn sẽ thấy những cái beat nó khác nhau. Beat nó khác nhau thì cho bạn những cảm xúc khác nhau. Những cái nốt nó khác nhau, cho bạn những cảm xúc khác nhau. Các bạn có thể đệm theo cái kiểu các bạn thích, các bạn thấy lập cái bài hát ra các bạn đệm theo cái kiểu bạn thích. Nhưng
điểm hát thì nó rất là khổ, bạn phải theo người khác. Và một khi bạn đã theo người khác, phải theo người khác, người ta hát nhanh hát chậm thì bạn đánh mất bản thân. Và nếu mà điểm hát thì gọi là không còn cái không khó mà tìm lại bản thân nữa. Cho nên là mình thì mình thích chơi một cái tự do hơn để mà mình tìm hiểu lại bản thân của mình. Quá trình học guitar là quá trình tìm hiểu, để mà mình tìm hiểu bản thân của mình. Tìm hiểu bản thân chứ không phải là đệm hát hay là hát cho hay, hay là không phải. Cái guitar nó phải là mình. I am the guitar. Tôi là cái guitar. I am the